Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bên mình giới thiệu. Mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thành Giáp, năm nay 36 tuổi. Em sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên về tạo mô tóc. Quê em ở đâu? Em ở miền Tây sông nước á chị. Để em hò một đoạn chị đón em biết em ở đâu. Hò đi, hò có hò liền. Hò chiêu Cà Mau nhiều màu. Thôi biết rồi, em khỏi hò nữa em. Tới câu đó là biết rồi em. Em ở đâu chị? Cà Mau. Dạ không chị, em ở chợ Ô Vĩnh Long chị. Kỳ vậy. Hò Cà Mau ở Vĩnh Long. Tại vì cái bác mà hát bên này là Út Chợ Ô. Trời đất ơi. Duyên. Được. Dễ thương. Bây giờ hò lại thứ nguyên câu anh thích em hò đó. Nào. Hò chiêu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm, mưa nắng giá dầu. Chiêu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm. Ngọt dữ. Được. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào tất cả mọi người. Em tên là Mỹ Duyên, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cũng miền Tây luôn ha. Tiền Giang với lại Vĩnh Long sát bên nhau ha. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là em có thể chơi tất cả các môn thể thao. Tất cả các vật dụng trong nhà là em sửa được hết, làm được hết. Tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt em làm được hết. Việc nhà nấu ăn thì em cũng làm, nấu ăn cũng được hay ngon. Còn điểm yếu của em là em khi mà em làm căng thẳng nên em cũng hay quên. Khi công việc của em chiếm thời gian nhiều cho nên là em hay đi trễ giờ dây thun anh Linh. Bây giờ bạn gái mình giới thiệu về công việc của mình. Dạ, em hiện đang làm tại công tác tại phòng nhân sự một công ty tài chính. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là dễ thích nghi. Em có thể sống ở mọi nơi. Dạ, còn điểm yếu thì em hay quên. Đôi khi không có chú ý tới những cái tiểu tiết. Nhưng mà em xin như vậy, công việc thì ổn định. Tại sao em phải nhờ đến chương trình? Gì chắc lưỡi ghê vậy? Tại vì em có hỏi em câu này hoài mà em có câu trả lời. Thiệt luôn. Mà như cái bệnh này nó lây lan trời ơi. Giống như là nếu mà em có người yêu là em giải được là nguyền á, là cái tim sẽ có nhiều hết. À vậy hả, là hôm nay đi là có nguyên cái tim ế luôn á hả? Đúng luôn chị. Từ đó giờ anh mới nghe được là ế có lời nguyền nữa. Ế mà có lây lan luôn nữa. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có chị, ba. Tóm tắt thì hai mối tình đầu thì xa quá không có hợp. Đúng rồi. Mối tình thứ ba thì em yêu đơn phương. Yêu đơn phương là cũng tính mối tình luôn á hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, thứ nhất là về ngoại hình. Em thích là khoảng cao 1m70 trở lên. Nặng khoảng từ 70 tới 75kg. Tức là không ốm, cũng không mập. Trai đủ tiêu chuẩn không em? Dạ em 1m73, 69kg chị. Được không em? Thì 69kg thì hơi ốm nha. Dưới hơi ốm à? Không, 69kg là em cân buổi sáng á chị, buổi chiều tối là 71. Cũng được. Nhưng mà bên kia là ba mối tình rồi đó. Em mấy mối tình? Em hai mối tình chính thức, là yêu chính thức luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ ngoài cái chiều cao cân nặng rồi, em còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích những bạn nam sống có trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến và thương em. Đơn giản vậy thôi chị. Thương em thôi. Dạ. Hai cái kia cộng thương em. Hai cái kia cộng thương em. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Và nói nhiều hơn làm. Bên này làm tới 9 giờ, 9, 10 giờ luôn á. Cái nào anh nói làm là anh làm. Anh có trách nhiệm với lời hứa anh lắm. Có thật xấu không? Xét về bản thân á, là em nói chung là khoảng 99% là hoàn hảo. Ồ. Được. Tự tin là một đích tích cũng tốt. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ kêu anh 1m50 tính 1m6 là được rồi. Mặt dễ thương là được. Da trắng trắng, không cần biết nội trợ giỏi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối quá chứ lười biếng quá, em không thích thôi chị. Hai cái từ đó dùng cho con trai là nhiều. Không, nhiều người bạn gái lười biếng nên vô mới có đứa bạn á, kéo đi qua nhà bạn ăn uống nấu ăn á. Mấy bạn kia thì ngồi chơi bấm điện thoại lên Facebook thôi, ngồi xong rồi nhảy vô ăn thôi chứ không phụ gì hết. Nó lười biếng ha. Nó lười á. Lười dữ vậy thôi. Nhiều khi thân quá rồi để cho mình làm nữa. Đâu? Thể hiện thôi mà. Là bạn em đó hả? Dạ mấy bạn gái mà ế về. Mấy bạn đó ế hả? Là bởi vậy hèn chi ế là đúng rồi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Năm sau tốt nhất chị. Mình đã chuẩn bị được những gì rồi? Vàng bạc đầy đủ, tiền bạc nữa. Có luôn vàng bạc nữa hả? Nhà cửa có chưa? Có chị. Mình có làm dâu không em? Dạ không chị. Mình có đặt ra yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sau này lấy nhau về thì tiền bạc ai sẽ là người quản lý?
thấy nếu mà nữ quản lý giỏi thì cho bạn nữ quản lý. Ủa sao tốt vậy, mọi thứ vậy mà lại ế ta. Lạ thiệt, nghe rõ không? Chị có nhìn kỹ không? Kỹ. Có men lì không? Nãy em thiếu tiêu chuẩn phải men lì nữa. Chết cha, để qua coi lại. Có gì nữa? Sớm kìa, từ. Cái gì? Em có men không? Dạ em chuẩn men đó chị. Chuẩn men không? Tao mấy mối tình rồi mà. Đứng lên hít đất vài cái rồi. Lâu quá không kêu ai hít đất. Trời ơi. Bao nhiêu cái chị? Em muốn hít nhiều hết. Trời ơi, sát luôn, thấy chưa? Khỏe chưa? Dữ hả? Thôi được rồi. Quá dữ luôn. Rất là ví dụ nguyên bàn tay ha. Nắm tay anh này, anh chơi cái ngón cái vậy nè, anh cong cái ngón cái lại vậy nè. Là người ta khỏe lắm ha. Ờ đó, lực dồn vô cái lực ngón cái. Lực không ừ. Rồi cũng cong vậy luôn hả, hay vậy? Dạ. Có khi nào làm cái cụp cái đi luôn không? Thôi. Thế sao cong cong ngộ vậy? Tại cong vậy là thường thường chỗ nào cũng cong á. Cái nào nó cong cong là ăn. Câu này khó hiểu quá. Thôi được rồi. Cái ngón tay để vậy nè, mà này nó cong ngang vậy luôn nè. Một người làm tóc thì liên quan đến rất nhiều phụ nữ. Dạ. Anh nghĩ rằng ngày nào anh cũng nói chuyện phụ nữ hết, thậm chí nói những lời rất là ngon ngọt. Dạ. Anh có ghen không? Ghen thì chắc chắn em ghen, nhưng mà sẽ có chừng mực. Tại vì không ghen thì không gọi là yêu rồi. Nhưng mà vấn đề em đặt ra chỗ đó đó. Đúng rồi. Không, chỗ đó là cái chỗ mà ảnh hàng ngày tiếp xúc cái đẹp rất là nhiều. Còn có nhiều cô rất là xinh. Đúng rồi. Ảnh cũng thuộc dạng đẹp trai mà tại sao không dính ai? Em thắc mắc. Thắc mắc giúp em hỏi ảnh nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ đó thôi. Hít đất rồi mà em vẫn chưa yên tâm hả em? Dạ chưa chị. Khỏe lắm. Không. Mà anh nhân... à, anh báo cho em là men, chuẩn men 100%. Thôi, để người thân người ta có ý kiến đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ, chào bạn. Nói về duyên á thì chỉ có hai từ thôi, đảm đang. Tính đến thời điểm này bạn Duyên đã có một ngôi nhà. Và mỗi một cuối tuần Duyên cũng về nhà phụ cha mẹ. Làm việc 5 năm với Duyên. Duyên từ một cô là chuyên viên, bây giờ đến bây giờ là phó phòng. Và quản lý hơn 10 nhân viên. Thì cái điều này là rất là tự hào với Duyên. Khi mà mình đã có một nhân viên rất là tốt. Và còn về bạn trai thì chị nghĩ là cái việc em chọn hay không chọn là quyết định của em. Và nếu mà chọn thì mình phải nghiêm túc với cái tình cảm này. À, cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Thì anh đối với anh ruột và chị ruột với hai mấy đứa em. Xin chào anh hai MC, anh Quyền Linh và Cát Tường, quý vị khán giả, em gái. Theo chị nhận xét thì em gái dễ thương, nhìn cũng thông minh. Thì em trai của chị không phải là nó bị ế đâu, mà tại vì nó không có thời gian. Chứ nó cũng men, nó không phải là nó men. Những cái việc ở nhà nặng nhọc là nó làm hết á. Ở nhà chị thì lập gia đình hết rồi, còn mình nó út. Cũng má chị cũng kêu nó lập gia đình hoài. Nếu như lên đây hai đứa thông cảm với công việc làm, cho em làm buổi sáng đi. Buổi tối rảnh, thứ hai tới thứ sáu em rảnh thì hai đứa hẹn hò đi chơi. Còn thứ bảy chủ nhật thì em rảnh em lại làm tóc. Đó em hỏi phải tốn tiền cái khoản đó nữa. Có người làm cho em. Nếu em cảm thấy thông cảm được cái phần đó thì hai đứa có thể tìm hiểu và có thể đến xa hơn để cho bên hai gia đình vui vẻ. Dạ. Rồi cảm ơn chị dễ thương quá. Thôi bây giờ kéo màn cho hai trẻ gặp mặt đi. Men là bao men rồi. Kéo màn lên. Nè. Bao men nha. Ở đây hai người đàn ông đứng, coi chừng có một người hỏng men. Rồi, xin mời. Dạ, chào anh. Cùng có món quà để tặng anh. Dạ, cảm ơn. Lúc mà chưa kéo màn lên á thì trong đầu anh nghĩ là người phụ nữ trong nơi rất là dễ thương. Nhưng mà không giống vậy màn, anh. Nhưng mà kéo màn lên rồi á, nhìn em thì nó thật là không xinh. Vì em quá xa. Thì cái nhìn mái tóc với trang điểm với đầm với đôi giày á, em kết hợp rất là hào hòa. Dạ. Nhìn em rất tươi. Dạ. Anh thấy tóc em để kiểu gì hợp? Đúng rồi. Thì em đang hiện giờ tài em đang để tóc thẳng, em kẹp cúp vô. Thí dụ em lấy tay em sửa thử một vài thứ cái được không? Nhưng mà từ với em nói trước một cái, nhưng mà công bằng nó, anh thấy kiểu tóc này có đẹp không? Công bằng thì rất hợp với khuôn mặt em. Mặt em thì nhìn khúc hậu, dễ thương. Dạ. Để tóc nó cúp cúp nhẹ, nhìn nó dịu dàng. Dạ, tại vì tóc này là chị em làm. Nhà em là cũng hai tiệm tóc.
Cho nên anh mà chê cái là tính lòng chê mà đó. May quá chưa có chê gì đó chê. Thôi vậy khỏi làm luôn. Thì lúc mà chưa kéo màn thì anh nghe em nói là em có tính hay ghen đúng không? Không có hay ghen, anh Linh hỏi em có ghen hay không thì em nói em sẽ ghen. Nhưng mà ghen có chừng mực. Quan điểm của em á, cái gì của em sẽ là của em. Còn cái nào không phải của em có giành giật thì cũng phải của em. Anh đó là quen ai là anh quen chỉ chú ý một người thôi, tập trung một người. Thời gian rảnh nhiều gì đó là dành cho người mình yêu hết, chứ không có thả thính bất cứ một cô nào khác. Dạ, tới em hỏi ha. Em hỏi đi em. Dạ, tại vì hiện nay á, em thấy có một số bạn nam có cái quan điểm là phụ nữ thì không cần phải xinh đẹp, không cần giỏi giang, mà chỉ cần là đảm đang, làm việc nhà thôi. Thì không biết là cái quan điểm của anh về vấn đề đó như thế nào? Biết dọn dẹp nhà chút xíu được rồi, đừng có bài thôi. Dọn đi, anh dọn được. Vấn đề chỗ này nè, bạn gái là một cô gái rất là thông minh, sắc sảo, thành đạt nha. Em có ngại khi đàn ông mà quen một người thành đạt như vậy không? Yêu nhau thì mình không có quan niệm là sẽ ai giỏi giang hơn gì hết. Dạ. Đó. Quan trọng là rung động hai trái tim với nhau thôi. Dạ. Nhiều người chồng người ta học thấp hơn người vợ, nhưng mà người ta vẫn ở hạnh phúc lâu dài. Em thì cũng vậy, chỉ cần là hai người hiểu nhau, yêu nhau, nói chung là công việc đối với em không quan trọng. Thì em nhận xét anh thế nào khi buổi gặp đầu tiên? Em nhận xét thì anh cũng khá là điềm đạm. Thì trong tình yêu thì anh luôn, nếu mà yêu á thì anh có quan niệm là anh sẽ che chở, bảo bọc đó. Khi nào mà có buồn gì em cứ gọi điện, anh em đang buồn gì đó, muốn lên đó thì điện thoại cho anh. Dạ. Anh sẽ một phút bao giờ anh có mặt liền. Dạ. Hay. Anh trai hay quá rồi. Đúng rồi, còn hát để nói lên coi như là vừa tỏ tình với em mà vừa tặng cho em. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Hay. Một bài hát rất là lãng mạn. Hay quá. Thôi thế này, mỗi người sẽ có 30 giây để nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ. Nói thật lòng mình nha. Dạ. 30 giây bắt đầu. Em nói trước ha. Dạ, em thì em rất là có thiện cảm với những người làm tóc. Tại vì như em nói rồi, nhà em là hầu như tiệm tóc. Và nhờ cái nghề đó mà em có ngày hôm nay. Cho nên là em rất là thiện cảm với anh. Thì nếu mà anh có cảm tình với anh thì cho nhau cơ hội để em chứng minh anh là chuẩn men. Nãy giờ vẫn còn nghiêm cái vụ không có men ha. Được rồi. Ai, bây giờ những gì mình nói cũng đã nói rồi. Nghe, nhìn, tất cả mọi ý kiến của người thân cũng đã có rồi. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Nào, 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Lý do tại sao cô gái không bấm? Dạ, tại vì em có nghe đâu đó là cái cảm giác đầu tiên sẽ luôn đúng. Mà cái cảm giác đầu tiên thì em có cảm giác là em với anh chỉ là bạn thôi. Em nghĩ là xem chương trình sẽ có rất là nhiều cô gái muốn bấm nút cho anh. Cho nên em muốn dành cơ hội cho những bạn phù hợp với anh hơn em. Chính xác. Cho truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Có rất nhiều cô gái bấm nút cho bạn. Và cũng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Chúng ta hãy thể hiện tất cả những gì, suy nghĩ của mình. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình.